tên mình. Bằng tiếng sông Trường Sa, trên bản đồ là vùng biển đảo Tây Nam của Việt Nam, thuộc hai tỉnh Cà Mau, Kiên Giang. Dải bờ biển cuối cùng hình chữ S của đất nước từ cửa sông Gành Hào, ranh giới giữa hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đến Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang. Đó chính là phần giang sơn gấm dốc cuối trời Nam của Tổ quốc. Để quản lý vùng biển đảo của Tổ quốc từ Móng Cái, Quảng Ninh đến Hà Tiên, Kiên Giang, Hải quân Nhân dân Việt Nam thành lập 5 vùng. Vùng 5 quản lý vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Ra đời sau ngày miền Nam giải phóng, các lực lượng của vùng 5 Hải quân đã liên tục chiến đấu, trừng trị đích đáng, tiêu diệt toàn bộ quân Khmer Đỏ xâm phạm biên giới lãnh thổ của Tổ quốc. 10 năm chiến đấu giúp bạn đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế dễ dàng, trở về Tổ quốc, đứng chân trên các đảo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Bộ phim xin được nói về những người lính vùng 5 Hải quân trong 40 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 7 tháng 5 năm 1955. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nên 8 chiến công tiêu biểu. Có chiến công đã đi vào lịch sử dân tộc như một huyền thoại. Đó là đường Hồ Chí Minh trên biển, tuyến hàng hải bí mật vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh cổ kim ở Việt Nam. Ngày 2 và 5 tháng 8 năm 1964, ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đánh đuổi tàu khu trục Ma Đốc Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta, bắn rơi 8 máy bay và bắt sống tên giặc lái đầu tiên của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, trung úy phi công Alvarez. Ngày 26 tháng 10 năm 1975, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 141 trên QĐ-QP thành lập vùng 5 Duyên Hải trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân. Tuy nhiên, các lực lượng tiền thân của vùng 5 Duyên Hải đã liên tục chiến đấu từ tháng 5 năm 1975. Kiên quyết trừng trị đích đáng và đập tan ý đồ, âm mưu, xâm lấn biển đảo của ta. Toàn cảnh cảng biển thị trấn An Thới nằm ở phía nam đảo Phú Quốc, nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân. Lữ đoàn tàu 127 của vùng 5 là lực lượng chủ công của vùng. Hiện nay, Bộ Tư lệnh vùng đang tập trung xây dựng lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Một trong những nhiệm vụ chủ chốt hàng đầu của đơn vị là ngăn chặn kịp thời, sẵn sàng đối phó thành công các hành động lấn chiếm của các đối tượng từ bên ngoài. Kinh nghiệm trong chiến đấu, chiến thắng Khmer Đỏ là một trong những bài học quý báu, một truyền thống tốt đẹp của Hải quân vùng 5, nay cần được phát huy và nâng cao. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thì xuất phát từ cái yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ cái chủ quyền vùng biển rộng lớn của Tổ quốc, thì ngày 26 tháng 10 năm 1975, thì Bộ Quốc phòng ra quyết định số 141 về việc thành lập vùng 5 Duyên Hải, và đến năm 1978 thì Bộ Quốc phòng ra quyết định đổi tên thành vùng 5 Hải quân. Nhiệm vụ thường xuyên của vùng 5 Hải quân là tuần tra, tuần tiễu trên biển, thực thi chủ quyền biển đảo và giữ gìn sự bình yên để bà con ngư dân làm ăn, đồng thời ngăn chặn tàu vượt biên và nhập biên trái phép. Hoạt động trên biển Tây Nam khá phức tạp do vùng biển Việt Nam tiếp giáp với các nước trong khu vực, giáp ranh giữa ta với Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Vì vậy, cần có sự hợp tác hữu nghị và phối hợp giữa các bên. Vùng biển Tây Nam, vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia, vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam với các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia, là nơi có trữ lượng tài nguyên khoáng sản lớn, có ngư trường rất rộng. Việc đánh bắt hải sản luôn tấp nập, sự tranh chấp vẫn còn nhưng đang được xúc tiến giải quyết.
trên màn ảnh là vùng biển đảo Tây Nam, vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia, trong cảnh thanh bình làm ăn sinh sống của ngư dân được bảo đảm bằng tình hữu nghị và những nỗ lực thực thi pháp luật của cả hai bên. Một cuộc huấn luyện của bộ đội phòng không thuộc vùng 5 hải quân trên đảo nằm trong phương án tác chiến, sẵn sàng nổ súng tiêu diệt khi có máy bay lạ xâm phạm vào vùng trời tổ quốc. Các vùng hải quân được biên chế tổ chức nhiều thành phần lực lượng, gồm tàu mặt nước, tàu ngầm, máy bay, hải quân đánh bộ, phòng thủ đảo, pháo bờ biển, pháo phòng không và các đơn vị radar, thông tin, vân vân. Đây là hoạt động của bộ đội radar, các đơn vị radar, thông tin, kỹ thuật nằm trong hệ thống bảo đảm tác chiến. Radar là phương tiện quan sát, trinh sát tầm xa nhằm phát hiện kịp thời những phương tiện, máy bay, tàu thuyền đi vào vùng trời, vùng biển của ta. Đó là những con mắt thần nhìn thấu bầu trời và biển cả, nhất là khi chúng được đặt trên các đỉnh núi cao ở các đảo, lại được những người lính giỏi điều khiển liên tục ngày đêm không mệt mỏi. Toàn bộ vùng biển Tây Nam do vùng 5 hải quân phụ trách có tới 141 hòn đảo, cả có dân và không có dân. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là một công việc nặng nề, nghiêm ngặt, bởi kẻ địch có thể đột nhập, thậm chí có thể tấn công bằng lực lượng lớn bất cứ lúc nào ta mất cảnh giác. Nhớ lại trận chiến đấu giải phóng đảo Thổ Chu, sau hơn 2 tuần bị bọn Pol Pot đổ bộ chiếm đóng, rồi bắt 513 người dân đưa đi thủ tiêu như một bài học kinh nghiệm đau thương. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5 năm 1975, chúng tràn lên đảo. Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5, ta tiến công, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch bằng trận chiến đổ bộ được tiến hành bài bản, chính quy, thông minh, sáng tạo, nhanh chóng, chu đáo, hợp lý, giành thắng lợi trọn vẹn. Ngay đêm hôm 23 là đúng kế hoạch, ta đã như vậy, tức là bao vây, chiếm lĩnh trận địa tất cả. Cái 5 giờ sáng nổ súng, ta đã bắt sống 280 tù binh Khmer Đỏ ngay trận đầu. Đánh lần trận đầu tiên ở trong tiết Tây Nam thì tôi thấy như thế tôi cũng rất là phấn khởi, tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ và coi như là mình diệt được, gọi hàng được mà không phải tốn xương máu, giải phóng Thổ Chu, quần đảo Thổ Chu. Còn quần đảo Thổ Chu là có 3 đảo đó, còn Thổ Chu, Hoàn Cao, Hoàn Từ. Đấy thì tinh thần như thế là kết thúc vào ngày 25, còn 26 là cho bố trí lại quân, quân bộ binh, quân tàu ở lại, rồi thì là quân tàu há mồm với tàu VTF chở quân về, chở tàu binh về về Phú Quốc. Nhớ lại những năm tháng đầu sau ngày giải phóng miền Nam, các lực lượng vùng 5 hải quân đã thường xuyên giúp đỡ nhân dân chăm lo phát triển nghề đánh bắt, khai thác hải sản. Đây là quần đảo Thổ Chu, phía trước là Hòn Nhạn, quê hương của vô vàn chim yến, chim nhạn giữa biển cả, một cảnh sắc tuyệt vời, đầy thi vị, lãng mạn và bay bổng. Người lính vùng 5 hải quân tận tình giúp đỡ dân đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, canh giữ, bảo vệ dân khai thác hải sản, đem lại nguồn thu nhập quan trọng, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đó là chính sách làm kinh tế kết hợp quốc phòng một cách hợp lý. Trên khắp các hải đảo, ngư trường của vùng biển Tây Nam rộng lớn, tới đâu chúng tôi cũng được chứng kiến tình cảm, trách nhiệm, sự giúp đỡ, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ vùng 5 hải quân đối với nhân dân trên các đảo, thể hiện tình đoàn kết quân dân thấm thiết. Công cuộc chiến đấu của vùng 5 hải quân chống bọn lấn chiếm Khmer Đỏ không chỉ diễn ra ở Thổ Chu mà còn ở quần đảo Hải Tạp và trên vùng biên giới Tây Nam hết sức quyết liệt.
đó thực sự là những năm tháng dữ dội không thể nào quên. Từ năm 1975 đến năm 1978 là giai đoạn chống lấn chiếm biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Thì các lực lượng của vùng Nam Hải quân đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong quân chủng và các lực lượng vũ trang quân khu 9 hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đã hiệp đồng các lực lượng tổ chức giải phóng hoàn toàn quần đảo Thổ Chu và chống lấn chiếm trên quần đảo Hải Tạc. Vùng Nam Hải quân đã tổ chức chiến đấu 98 trận, giải phóng hoàn toàn quần đảo Thổ Chu, tiêu diệt 830 tên, bắt sống 89 tên địch, phá hủy 2 trận địa pháo 105 ly, 1 cầu cảng quân sự, bắn chìm 13 tàu, hư hỏng 7 tàu. Nhìn lại cảnh tượng hoang tàn của vùng đất Hà Tiên, ta có cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Tội ác mà Khmer Đỏ của Pol Pot, Yen Seri với bản tính vô nhân đạo, điên cuồng như loài cầm thú gây ra bằng sự tàn phá hủy diệt điên cuồng cả sinh mệnh mà nạn nhân chính là nhân dân ta. Đền Thổ Châu trên đảo Thổ Chu vừa là một di tích tưởng niệm, vừa là chứng nhân lịch sử ghi lại tội ác man rợ của bọn diệt chủng Pol Pot, là nơi nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phải luôn cảnh giác trước mọi âm mưu xâm lấn từ bên ngoài. Đây là nơi thờ 513 người, tức gần như toàn bộ dân trên đảo, cả cụ già và em nhỏ bị bọn Pol Pot bắt và đưa đi thủ tiêu vào tháng 5 năm 1975. Vùng Nam Hải quân chúng tôi là cũng là một trong những cái lực lượng và được quân chủng tăng cường phối thuộc một số các lực lượng nữa cùng với này quân tình nguyện Việt Nam là những người tham gia chiến dịch đầu tiên, những ngày đầu tiên vào tháng Giêng, đầu tháng Giêng năm 1979 tham gia giúp bạn. Thì các cái tham gia các cái chiến dịch đổ bộ lên đất liền của bạn và các đảo. Thế và đối với vùng Nam ấy thì tất cả các nhiệm vụ mà được giao thì chúng tôi cũng đều hoàn thành tốt. Thế và chúng tôi cũng là những cái đơn vị rút quân cuối cùng vào ngày 25 tháng 9 năm 1989. Thì toàn bộ lực lượng của vùng Nam lúc đó mới rút quân về nước. Thế trong 10 năm giúp bạn ở Campuchia đấy thì chúng tôi cũng đã nhận được nhiều cái phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta. Cuộc hồi sinh của đất nước bạn là chiến công vĩ đại của dân tộc Campuchia, của tình hữu nghị cao cả giữa nhân dân hai nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của vùng Nam Hải quân. Đó còn là thành tựu phi thường mà hai dân tộc chúng ta góp vào sự tiến bộ của nhân loại, đẩy lùi một âm mưu đê tiện chống lại cuộc sống trên hành tinh này. Đã có nhiều thế lực chống lại Việt Nam về sự kiện này, nhưng cả thế giới tiến bộ đã biết ơn và đứng về phía chúng ta. Cùng với quân đội nhân dân Việt Nam, vùng Nam Hải quân, nhân dân mãi mãi tự hào về nghĩa cử cao cả và oanh liệt đó. Vùng Nam Hải quân thực hiện chiến dịch 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 1979 đến năm 1989 và đã được nhà nước Campuchia tặng huân chương Angkor là huân chương cao quý nhất của Campuchia. Bộ đội Việt Nam rút quân về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ với biết bao hy sinh to lớn đã nhận được tình cảm biết ơn lưu luyến của cả một dân tộc. Trong đoàn quân hát ca khúc khải hoàn có cả những chiến sĩ anh hùng của vùng Nam Hải quân.
vùng biển Tây Nam nói chung, vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia, vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam với các nước trong khu vực nói riêng, trong những năm qua thực sự là vùng biển hòa bình, ổn định do quan hệ giữa các quốc gia đã được cải thiện với việc hợp tác giữ gìn an ninh chung giữa hải quân các nước. Trong đó có sự hợp tác song phương Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Thái Lan và Việt Nam với các nước khác trong khu vực. Đây là cuộc tuần tra chung giữa vùng Nam Hải quân và Hải quân Hoàng gia Campuchia, thể hiện tình hữu nghị, sự tin cậy và trách nhiệm chung tạo sự bình yên cho ngư dân hai nước an tâm đánh bắt trên biển. Hiện nay, chúng ta đang duy trì các cuộc tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Hải quân Hoàng gia Campuchia cùng những cuộc gặp gỡ song phương tràn tình hữu nghị. Đánh giá về cái kết quả mà qua cái quá trình hai nước mà thiết lập cái công tác tuần tra chung qua gần 10 năm qua ấy, thì thấy là không những mà nhân dân hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước làm ăn qua lại, mà còn cho cả các cơ quan chức năng của hai bên là được có cái dịp giao lưu và tiếp xúc hiểu biết lẫn nhau, nhất là cái tình cảm giữa vùng năm Hải quân Nhân dân Việt Nam và căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia là ngày càng gắn bó, phối hợp chặt chẽ với nhau để thúc đẩy cái môi trường hòa bình, an ninh trên vùng nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước đi lại làm ăn theo phong tục tập quán, phát triển kinh tế. Những cuộc họp song phương rút kinh nghiệm về việc phối hợp lực lượng tuần tra chung hai nước Việt Nam Campuchia như thế này có thể giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn, tránh được sự nghi kỵ, hiểu lầm không đáng có và để đạt được hiệu quả cao trong những lần phối hợp sau. Sau khi rút quân từ Campuchia trở về thì Đảng ủy Bộ Chỉ huy vùng Nam tập trung vào xây dựng vùng Nam tiến lên chính quy hiện đại, từng bước hiện đại để thực hiện những nhiệm vụ quản lý vùng biển Tây Nam đang rất phức tạp. Lúc đó đang rất phức tạp vì các lực lượng của nước ngoài xâm chiếm như từ Campuchia, từ Thái Lan, từ Malaysia, dân là rất phức tạp, thì vùng Nam đã tuần tra quản lý tốt vùng biển này, và đặc biệt là đã là vùng đầu tiên tổ chức thiết lập cái tuần tra chung để thiết lập cái sự tin cậy và giữa các nước Việt Nam, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và tạo thành cái sự vùng biển yên bình để cho bà con làm ăn. Chính vì chiến công đó nên là vùng Nam Hải quân được tặng thưởng huân chương chiến công kiêu hãnh nhất và huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 2, hạng 3. Đặc biệt nữa là vùng Nam Hải quân trong 15 năm liên tục từ năm 1999 cho đến năm nay, 15 năm liên tục là cấp vùng, nhưng đã xây dựng vùng giành được danh hiệu quyết thắng và danh hiệu đơn vị vùng vững mạnh toàn diện. Đây là trường hợp rất là hiếm vì một đơn vị lớn như thế mà xây dựng 15 năm đã được Bộ Quốc phòng và quân chủng tặng cờ phong trào thi đua, dẫn đầu phong trào thi đua xuất sắc. Luyện quân, trong đó có rèn luyện thể lực, kỹ năng vận động chiến đấu cho bộ đội là hết sức quan trọng, vừa nâng cao được sức khỏe, vừa tăng cường sức chịu đựng của người lính, góp phần vào việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Trong điều kiện tình hình mới đang diễn biến rất phức tạp, chủ quyền biển đảo ở Biển Đông đã và đang bị xâm phạm nghiêm trọng, thì việc cảnh giác là vô cùng khẩn thiết. Sửa chữa, bảo trì tàu thuyền, duy trì chất lượng cao đối với các phương tiện di chuyển trên biển là công việc tối quan trọng, là điều kiện sống còn của hải quân. Vì vậy, sự có mặt của các công xưởng bảo dưỡng tàu thuyền và các chuyên viên làm nghề là điều tất yếu. Công việc của họ không chỉ bảo đảm cho điều kiện chiến đấu mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên biển. Đây là buổi kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội xe tăng phục vụ cho tác chiến trên bộ và trên bờ biển. Phạm vi hoạt động của hải quân rất rộng và rất đa dạng, phải chiến đấu trên biển, trên không và trên mặt đất, nên được trang bị nhiều loại vũ khí, trong đó có xe tăng. Từ khi ra đời và trải qua lịch sử chiến đấu,
xe tăng đã chứng minh được uy lực trong chiến đấu tiến công, đặc biệt là sức mạnh cán nước, hút đổ, đè bẹp, tiêu diệt các ổ quả lực đối phương. Bộ đội công binh giò mìn là những người tiên phong mở luồng, mở cửa, mở đường cho hải quân đánh bộ và xe tăng tiến lên từ tàu đổ bộ. Người lính giò mìn phải có trang bị tốt, thao tác thuần thục, điêu luyện và cần một lòng dũng cảm, bình tĩnh và tỉnh táo cao độ. Đại đội 84 phòng không của vùng Nam Hải quân đang huấn luyện bảo vệ bầu trời của biển đảo. Quân đội ta vốn có lực lượng phòng không giàu truyền thống ngoan cường và thiện chiến ở cả tầm thấp và tầm cao. Đây là đơn vị cao xạ tầm thấp 37 ly, rất phổ biến trong chiến tranh chống Mỹ, đã từng khiến lực lượng không quân Mỹ ngụy khiếp sợ. Không quân của Hải quân là một lực lượng mới mẻ của Hải quân. Trong hợp đồng tác chiến có thể chiến đấu chống lại tàu chiến, máy bay và các lực lượng trên mặt đất của đối phương, hoặc được sử dụng như một phương tiện trinh sát rất hữu hiệu. Những cuộc diễn tập hợp đồng tác chiến nhiều binh chủng là hết sức cần thiết để tạo nên sự thuần thục, nhịp nhàng, nâng cao trình độ chỉ huy và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn trong chiến tranh hiện đại với không gian rộng, địa hình trống trải, nhất là trong điều kiện khí tượng thủy văn diễn biến phức tạp. Chỉ riêng sự phối hợp tác chiến giữa các hạm tàu đã là cả một nghệ thuật. Bắn đúng đầm, đúng thời cơ và bắn chính xác ngay từ loạt đạn đầu. Yêu cầu rất cao của quân đội là phải luôn cập nhật diễn biến tình hình, xây dựng khả năng ứng phó nhanh với tinh thần chủ động trong mọi tình huống. Đó là những nội dung bàn luận và rút kinh nghiệm trong các cuộc họp bàn giao. Qua các kỳ đại hội đảng bộ vùng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân luôn xác định nhiệm vụ thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không chủ quan, mơ hồ trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, tài nguyên vùng biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống hòa bình của nhân dân trên biển trong bất cứ tình huống nào. Nhiệm vụ trên được cán bộ, chiến sĩ vùng Nam Hải quân quán triệt sâu sắc. Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới của bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nói chung và vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc nói riêng, đặt ra những yêu cầu đối với cho cán bộ chiến sĩ vùng Nam Hải quân phải luôn đoàn kết, ra sức học tập rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sương khói mơ màng ban mai trên hải đảo là vẻ đẹp quyến rũ xưa nay làm say đắm lòng người. Riêng đối với người lính hải quân, đó còn là những khoảnh khắc đầy thú vị trong cuộc đời binh nghiệp giữa biển cả bao la. Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện thể lực, tăng gia sản xuất hay sinh hoạt tập thể khoác lên mình một vẻ đẹp sảng khoái và thơ mộng. Đó là vẻ đẹp riêng trong quân ngũ giữa trùng khơi đầy nắng gió, dễ gieo vào lòng người lính niềm tự hào, tự tin, một cơ thể cường tráng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách ác liệt để trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Nhìn hình ảnh này, ta càng thêm yêu quý người lính hải quân, tự hào về phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân của những chàng trai cầm súng nơi hải đảo.
họ đang bảo vệ và dung đắp từng tấc đất của cha ông, khoác lên bề mặt khô cằn trên đảo nơi đơn vị đóng quân một màu xanh mượt mà đầy rau quả để cải thiện bữa ăn và làm đẹp cho môi trường. Điều kiện khó khăn nhất cho sản xuất và sinh hoạt trên đảo là nước, đặc biệt là vào mùa khô trên các đỉnh núi. Số đảo nhiều nước ngọt như thế này rất ít. Việc tích nước mùa mưa là tối quan trọng. Mùa khô phải xuống núi xin nước của bà con lên nấu ăn. Chăn nuôi, trồng trọt, đánh bắt hải sản, giúp dân sửa chữa nhà cửa, làm đường, làm sạch môi trường, chữa bệnh cho dân, dạy học cho trẻ, chế biến thực phẩm là những công việc tự nguyện hàng ngày của họ. Một xưởng làm nước mắm có dùng năm hải quân, cá biển dồi dào giúp cho người lính có thêm một sản phẩm truyền thống tuyệt vời. Bữa cơm của người lính ngon thơm hơn bởi những sản phẩm nước mắm do họ làm ra. Còn đây là một xưởng xay sát gạo của lính hậu cần. Họ thật cần cù, thông minh, khéo léo và rất chuyên nghiệp. Những bác sĩ quân y của đơn vị giàu truyền thống, tâm huyết, yêu nghề là tấm gương sáng, lương y trong đơn vị. Có thể nói, giữa trùng khơi xa xôi, những người thầy thuốc mặc áo lính đã giúp cho quân và dân trên các đảo thật sự yên tâm và tin tưởng. Việc chăm lo khám chữa bệnh thường xuyên cho bộ đội, tận tình khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con trên đảo, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân đối với nhân dân. Bộ đội mấy đơn vị cũng lo cho má đàng hoàng chứ, không lo bệnh hoạn là ăn uống này kia, lo đâu có bỏ đâu. Sống đây bộ đội chết ta chết, bộ đội sống ta sống mà. 20 hộ mà đầu tiên ra đảo đó thì phải nói là cái tình đoàn kết quân dân rất là chặt chẽ, và được cái bộ đội hải quân giúp đỡ là hỗ trợ về cây, hỗ trợ về cái vật dụng cho bà con ở để ổn định cuộc sống. Hàng năm, Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân đều thường xuyên cử những đoàn cán bộ đi thăm, tặng quà và động viên chiến sĩ các lực lượng trên đảo, thăm hỏi, giao lưu với đồng bào địa phương. Phóng viên truyền hình và đại biểu cơ quan nhiều tỉnh thành đã có dịp tham gia những hải trình trên các tàu của vùng Nam Hải quân rong ruổi khắp vùng biển Tây Nam, tới thăm các cụm đảo từ Hải Tặc, Bà Lụa, Nam Du, Thổ Chu đến Hòn Khoai, Hòn Chuối, vân vân, và chứng kiến biết bao hoạt động chan chứa tình cảm đồng chí, đồng đội, tình cảm đoàn kết gắn bó quân dân với các lực lượng trên các biển đảo. Đó thực sự là những hải trình đẹp đẽ, giàu cảm xúc. Còn đây là đoàn cán bộ cao cấp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu về thăm vùng Nam Hải quân. Sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước và quân đội đã cho thấy tầm quan trọng của vùng Nam Hải quân trong vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, nhất là trong tình hình an ninh biển đảo đang đứng trước những thử thách nghiêm trọng như hiện nay. Phải ý thức thật rõ sự phức tạp của tình hình, sự gia tăng các nguy cơ để vững vàng tay súng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sự trọn vẹn từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc. Một trong những nghi lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của Hải quân với không khí trang trọng, linh thiêng. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của nhà nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng. Xin thề! Lời thề của họ với Tổ quốc, với nhân dân
không chỉ ở việc rèn luyện, học tập để không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu đến cùng, bảo vệ giang sơn, bờ cõi, mà còn là phấn đấu quên mình trong giúp dân, cứu dân, bảo vệ dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Huấn luyện chiến sĩ mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của Bộ Tư lệnh Vùng 5, nhằm làm cho những thanh niên nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, phát triển toàn diện, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước. Hiện nay vùng biển Tây Nam cơ bản là yên bình. Cơ bản yên bình do chính sách đối ngoại của Đảng nhà nước ta, rồi đang rồi do cái trong đó có phần đối ngoại quốc phòng và vùng năm cũng đang tham gia vào là tuần tra chung với Thái Lan, tuần tra chung với Campuchia, yên bình. Nhưng mà thế giới hiện nay gọi nói chung là xu hướng là hòa bình và phát triển, nhưng thực ra là đầy bất chắc và bất ổn. Và đặc biệt là hiện nay vùng biển Đông Nam Á, vùng biển Đông của chúng ta, vùng biển Đông Nam Á và vùng biển Tây Thái Bình Dương lại là một trọng điểm bất chắc và bất ổn. Vì vậy nên là vùng Nam Hải quân phải luôn luôn là cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, phải tập trung sự vùng Nam đề phòng những biến động bất ngờ. Cái đó là chúng ta không được quên, không được quên. Dân tộc ta đã bị có những bài học rất là đau đớn là vùng biển Tây Nam, nên là vùng Nam vẫn phải được đầu tư, tập trung đầu tư để bảo vệ được chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, kể cả trong xung đột nhỏ, kể cả trong chiến tranh xâm lược lớn, thì cái hướng đó vẫn là một hướng tiến công của lực lượng nước ngoài vào vùng biển của chúng ta. Nên là nhiệm vụ Việt Nam vẫn tiếp tục là giữ vai trò quan trọng, và đặc biệt phải tập trung chú ý xây dựng cách mạng chính quy hiện đại, cho nên là hiện đại. Bốn mươi năm đã trôi qua, bao chấn động bão lửa sóng cồn chiến trận đã lùi xa vào dĩ vãng. Giờ đây, trời biển Tây Nam đang hiện lên trong mắt người đời như một bức tranh sơn thủy khổng lồ, lộng lẫy, đầy suy tư về một quá khứ bạo liệt, anh hùng, phong trần và từng trải. Đó chính là một phần giang sơn gấm dốc thiêng liêng mà tổ tiên giao trách nhiệm cho những người lính hải quân ở góc trời hoa lệ này canh giữ. Họ, những người con của biển, đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đánh đuổi, truy quét sạch bóng quân Pol Pot xâm lược ra khỏi vùng biển, hải đảo của Tổ quốc, và tham gia chiến đấu giúp nhân dân Campuchia bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc lao động hồi sinh đất nước. 40 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vùng Nam Hải quân đã xây đắp nên truyền thống chiến đấu anh dũng, giúp bạn tận tình vượt mọi khó khăn, làm chủ vùng biển. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương quân công hạng 3. Tỉnh ủy Kiên Giang trao tặng bức trướng quân dân đoàn kết, chiến đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn vì chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Ngày nay, với lòng quả cảm và sự vươn lên ngang tầm sứ mệnh, vùng Nam Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng đang chiếm trọn niềm tin của dân tộc và của Tổ quốc thân yêu.